Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt nạn nhân ở tỉnh Quảng Ngãi bị lừa mất điện thoại và tiền bạc. Điểm giống nhau là các vụ việc xảy ra trong bệnh viện do các đối tượng mặc quần áo giống y bác sĩ, giả danh nhân viên y tế để lừa đảo. Ngày 17 tháng 3, trong lúc chăm vợ sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, anh Đinh Quang Nhật bị một phụ nữ khoác bộ blouse trắng, giả là nhân viên y tế, lừa lấy một điện thoại di động trị giá gần 10 triệu đồng. Rồi, lúc đó em cũng có lòng tin, em nghĩ nhân viên thôi nên là em vô tư đưa cho cô mượn điện thoại, gọi mà cô có hỏi mật khẩu, em mật khẩu điện thoại em cũng đưa chị. Xong em vừa lần em cũng ra vô nhưng mà vẫn thấy chị ngồi đó tầm khoảng như con camera dưới tầm khoảng hơn phút á, thì em không thấy cô ngồi đó nữa nên em xuống em lấy điện thoại em gọi vào số điện thoại của em nhưng mà thuê bao. Trong thời gian qua, tại Bệnh viện Phúc Hoàng và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng có nhiều nạn nhân bị lừa tiền với thủ đoạn tương tự. Nếu bị là cô cho cháu mượn 100 ngàn rồi mẹ chồng cho gì, chồng chút chồng cho lên chồng cho trả. Đó. Thì cô này cũng nghĩ là nhân viên y tế, cô thì bà rút ra thì có 100 lẻ mấy ngàn thôi, bà kêu có đựng trăm này. Trước đây, Công an phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi cũng đã làm rõ đối tượng Phan Đình Thăng, ngụ thành phố Quảng Ngãi và bệnh viện Sản Nhi, mặc áo blue và mang đồ nghề tự xưng là bác sĩ để đặt vấn đề chữa bệnh lấy tiền. Cơ quan công an chúng tôi là tuyên truyền đến người dân đối với nâng cao cái ý thức cảnh giác của mình trong việc quản lý tài sản. Cái thứ hai là người bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân khi có những cái yêu cầu liên quan đến cái việc điều trị bệnh của mình thì liên hệ đến khoa khám điều trị bệnh của mình hoặc bác sĩ điều trị và bác sĩ điều dưỡng của trực tiếp nơi phòng khám để mà trực tiếp được hướng dẫn. Người dân cần tỉnh táo và cảnh giác với kẻ lừa đảo trong bệnh viện. Khi phát hiện các trường hợp đáng ngờ, người dân nên báo ngay với bảo vệ của bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.